Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021, dự thảo nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, xem xét một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Tháng 11 năm 2021, đất nước có nhiều sự kiện quan trọng. Đặc biệt sau gần 2 tháng thực hiện nghị quyết 128, hiện nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, kinh tế dần phục hồi có những khởi sắc. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục nắm chắc, dự báo tốt tình hình, đặc biệt là về dịch COVID-19, kiên trì thực hiện nghị quyết 128 phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết và triển khai tiêm vaccine an toàn, hợp lý, hiệu quả, phấn đấu đến hết năm, cơ bản tiêm đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên. Tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho trẻ em, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Phải ra soát lại các quy trình và việc thực hiện trong quá trình tiêm chủng, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ ngành tập trung cao độ cho giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục hoàn thiện các thể chế chuẩn bị cho kỳ họp quốc hội sắp tới nỗ lực để đưa học sinh trở lại trường học một cách an toàn hiệu quả tiếp tục cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt người dân doanh nghiệp thực hiện đảm bảo an sinh xã hội nhất là các đối tượng yếu thế chuẩn bị các điều kiện để nhân dân đón tết vui tươi an toàn lành mạnh